Kế toán Việt Hưng hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, mẫu số 01 giá trị gia tăng theo thông tư 80 ngay sau đây. Khoa ok rồi thì phải hướng dẫn em cái phần thuế đã, lên cái tờ khai thuế. Dạ vâng. Xem đúng sản đánh hay như thế nào, có sai sót gì không thì mới lại chạy cái giá thành nhá. Dạ bây vâng giờ em ghi chị quy trình làm tờ khai thuế trên báo cáo thuế trên phần mềm MISA này. Bình thường là mình làm kê vào Excel xong mới đẩy nó là HTKK đúng không? Em ghi bước 1 nhá. Dạ vâng ạ. Bước 1 này em vào thuế này, chọn nhấn thê thuế ở thanh ngang là nhấn thêm đây. Bước 1 em ghi tiêu đề của bước 1 là lập tờ khai thuế giá trị gia tăng. Dạ. Mình sẽ chọn thông tư 80, mẫu 001 giá trị gia tăng. Vâng. Rồi đánh quý 1 năm 23. Mình làm từ trước ra sau. Rồi em sẽ chọn hai bảng kê mua vào bán ra. Chọn cấp. Rồi ok, đấy được, đồng ý. Mình làm ở đây mình làm tờ khai lần đầu nhá. Nó bảo là chưa thiết lập thông tin quản lý thuế, mình nhấn có để thiết lập nhá. Rồi em chọn cấp cục cấp quản lý. Rồi đóng em. Mình là Yên Bái đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thì lên được cái tờ khai này chỉ cần em nhập đủ hóa đơn mua vào bán ra nhá là nó đã tự động lên trên cái bảng kê bán ra mua vào ở đây rồi. Được chưa? Thì trước khi xem cái tờ khai chính thì mình sẽ xem cái bảng kê này, ví dụ như ở quý 1 này hình như em chưa phát sinh đầu ra đúng không? Đúng không ạ? Đúng không, chưa có. Theo như đây là chưa có này. Quý 2 dạ, cũng chưa có luôn, thế thì à hình như em bắt đầu từ tháng 6 thì phải đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thôi cái này không cần phải làm nhá. Hoặc là làm em làm nhưng mà em nhấn cắt thôi. Gọi là số liệu bằng trắng, số liệu không á. Thì ngày xưa em nộp cũng không đúng không? Ngày xưa không nộp. Không nộp luôn á. Thế khi đấy đã thành lập chưa? Thành lập từ quý 2 ạ. À rồi rồi, thế thôi khỏi phải làm. Bắt đầu từ quý 2 chị nhá. Chị tưởng là thành lập nhưng mà không có phát sinh thì vẫn phải nộp. Bảng ra. Ví dụ đây, nếu giả sử như đây là đang là quý 2, thời điểm đang làm báo cáo quý 2 đi nhá. Thì em sẽ phải tích vào từng cái phụ lục như này này. Đó, bán ra mua vào em rà soát lại tất cả các hóa đơn mua vào bán ra. Khi rà soát thì phải rà soát cho chị về hai mặt. Thứ nhất là về mặt số lượng. Số lượng tức là số tờ á. Dạ vâng. Ờ, số tờ tức là bắt đầu mình đếm thôi. Ví dụ như bán ra mình có ở đây thấy 3 tờ, trong đó có 1 tờ là 0% à. Rồi 2 tờ là 10% chuẩn chưa? Đấy, ví dụ như xuất nhập khẩu, em xuất khẩu thì nó sẽ là 0% đúng không? Em bán trong nước sẽ là 10% chẳng hạn, đúng không? Mình đếm số lượng, xong đó mình đếm số tiền, mình kiểm tra rà soát số tiền. Số tiền thì bao gồm cả tiền hàng, cả tiền thuế nhá. Dạ vâng. Đó, cả cái tương tự như thế bên mua vào cũng thế. Đấy, đúng ra là nếu mà giả sử như bây giờ như này em phải rà soát lại xem là mình có đúng có 20 tờ không? 20 tờ hóa đơn mua vào ở quý 2 nhá. Dạ. Sau đó đúng ra nữa là phải rà soát từng cái cột, từng dòng như này này. Được chưa? Dạ. Giá trị và thuế xong đó dòng tổng, được chưa? Còn ở đây là em đang làm lại thì cho em đối chiếu luôn với cái tờ khai chính luôn. Nếu như mà bảng kê đúng thì là cái tờ khai chính sẽ đúng. Các chỉ tiêu trên tờ khai này em hiểu chưa nhờ? Dạ rồi ạ. Ừ, đó, em thử đối chiếu với chị với tờ khai cũ em đã nộp nhá. Dạ vâng. Ừ, tránh sai sót nó không đáng kể, không đáng có để mình phải làm tờ khai bổ sung, nó mất thời gian. Tất nhiên thì cũng là sai thì phải làm bổ sung rồi, đúng không? Dạ. Quý 2 khai lần đầu. Em đang mở cái bổ sung. À, em bị bổ sung à? Sai dạ đúng vâng. Không? Ừ. Rồi. Em phải sang 54. Ừ. Khớp là em phải nộp thuế, em đã nộp cái khoản thuế này vào ngân sách nhà nước chưa? Em nộp dư thì nó thế nào? Được, được. Ví dụ như bây giờ nha, em phải nộp 547, 654 nhá. Rồi, vâng. Bước 1 thì xong bước 1 đi đã, giả sử như là em ký vào đây, ký họ tên giám đốc vào đây. Rồi, cất này. Đấy mới là bước 1 thôi. Bước 2 này, bước 1 là bước kê khai đấy, lập tờ khai đấy, trên visa đấy. Bước 2 nhá. Bước 2 là em phải vào thuế, chọn khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên lúc nãy chị thấy mình có khấu trừ tay rồi thì phải. Kết chuyển thuế giá trị gia tăng quý 2 đây này nhá. Cái này là em tại vì em làm tờ khai thuế bên ngoài Excel á, xong lên đây em tự kết chuyển tay đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị bỏ cái xóa cái này đi cho em nhá. Dạ vâng. Em có thể chụp cái này lại xem có giống như tí nữa mình làm tự động có giống không này. Dạ vâng ạ. Rồi ạ. Rồi xóa đi em. Rồi bây giờ bước 2 là bước khấu trừ cái hạch toán đấy thì bản chất thì em hiểu rồi. Đúng không? Vâng. Phải lập tờ khai xong rồi phải khấu trừ thì nó mới lên được báo cáo tài chính. Thì em sẽ chọn dạ. Đây, vào thuế chọn khấu trừ thuế giá trị gia tăng ở đây. Vâng. Nó nhàn hơn rất là nhiều đúng không? Dạ vâng. Quý 2. Rồi đồng ý. Đó, có đúng với cái tờ khấu trừ kia mà mình đã xóa không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ đấy. Thực ra bản chất thì nó em biết lấy cái số nhỏ hơn điền vào bút toán này nhá. Vâng. Phần mềm nó cũng đã thiết lập cái phần số nhỏ hơn điền vào đây rồi. Chưa? Vâng. Rồi em nhấn cất đi.
Đấy là xong hai bước, bước một là lập tờ khai cho Misa, bước hai là khấu trừ thuế đến Misa. Em ghi bước 3 này. Bước 3 là đối chiếu chỉ tiêu thuế trên tờ khai với chỉ tiêu thuế trên báo cáo tài chính. Bình thường em có đối chiếu như này không? Đối chiếu lại, thông thường là em sẽ vào báo cáo em soát lại với tờ khai thuế của em. Nhưng mà bây giờ chị có cách đối chiếu là mình đối chiếu kết quả cuối cùng á nhá. Đây, tờ khai thuế thì mình vẫn mở lên để xem để tí nữa đối chiếu này. Rồi để đấy nhá. Đối chiếu với tờ khai với chỉ tiêu thuế trên báo cáo tài chính thì chị sẽ mở bảng cái đối tài khoản lên. Đó, vào báo cáo này, vào cái đối tài khoản này. Em đánh nhau quý 1 thôi, à quý 2 thôi nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, khi đối chiếu chỉ tiêu thuế, thứ nhất là cái 133 của em không có thuế được khấu trừ nên nó sẽ bằng 0 nhá. Còn nếu giả sử như quý nào đó em được khấu trừ thì chỗ này nó sẽ khớp với chỉ tiêu 43 trên tờ khai. Dạ vâng ạ. Còn cái mình cần đối chiếu của quý 3 đây là đây, số dư bên có tài khoản 33311 thuế giá trị tăng đầu ra đây này. 1547645 là số em đúng bằng chỉ tiêu 40 trên tờ khai. Như thế là nó đúng chưa? Đúng rồi ạ. Khớp nhá. Ê, chứ cũng không cần thiết phải rà soát lại. Rà soát là khi mà mình làm tờ khai á, mình lên cái bảng kê mua vào bán ra là mình rà soát ở đó. Còn khi mà rà soát chỗ kia chắc chắn rồi thì vào đây chỉ cần xem kết quả thôi là được nhá. Thế nếu như chỗ này thì lúc nãy chị thấy em hỏi là em có nộp dư, em nộp mấy tiền? Em nộp 8 triệu đấy, đến cái khai thiếu hóa đơn nộp vào. 8 triệu thế thì nộp ở thời điểm nào? Em nộp vào tháng 7 tháng 8. Thì khi đó tháng 7 tháng 8 thì em sẽ hạch toán là nợ tài khoản 33311 có tài khoản là 112 đúng không? Vâng ạ. Thì khi đó thì yên tâm là nó đến một cái thời điểm nào đó mà nó tổng hợp lại mà em vẫn nộp thừa tiền ấy, dư tiền ấy, thì cái tài khoản 33311 này của em sẽ dư bên nợ nhá. Dạ vâng. Nhưng mà tháng 7 tháng 8 thì nó sẽ cộng, có thể là nó sẽ em sẽ cộng với thuế sang quý 3 thì em có phải nộp thuế không? Dạ không ạ. Thế thì thuế. Từ quý 3, quý 4 cũng không phải nộp thuế đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì tí nữa là nó với lại lấy 8 triệu nó trừ đi 1 triệu rưỡi này, nó sẽ còn khoảng tầm gần 6 triệu rưỡi đấy, nó sẽ ở bên này, dư bên nợ. Dạ vâng. Nhá, đến dư cuối bên kỳ nợ. Cuối năm 23 là thế, được chưa? Dạ. Ok, em hiểu chỗ này chưa? Rồi ạ. Ok. Thế thì về nhà em sẽ làm cho chị tiếp cái, nếu mà đúng ra đến đây, giả sử như tờ khai thuế như vậy là mình đã bước 3 là xong mà đối chiếu ok rồi thì mình sẽ làm bước 4. Để lần sau thì hướng dẫn để sang năm 2024 á nhá, chuẩn bị đến quý 1 năm 2024 là em không cần phải làm Excel rồi lại kê đẩy, nói chung làm Excel nó hơi mất thời gian. Đấy, làm được thì tốt, nhưng mà nếu kiểu mình rà soát trên đây thì làm trên visa này thì một công đôi việc luôn, vừa lên được báo cáo luôn á. Nhá. Vừa lên được báo cáo tài chính, báo cáo giá thành rồi báo cáo thuế luôn. Thì đến đây thì em sẽ tích vào in nhá, để em ghi được các bước để mình giả sử như ok rồi thì em sẽ tích mở cái tờ khai Demisa lên, em tích vào chữ in này. In In để mình tí nữa mình đẩy nó vào HTKK, mình không cần nhập, không cần phải nhập tay nhá. Dạ. Vào lại nãy tích thiếu bán ra này, mua vào này. Rồi. Tất nhiên là khi nộp thì mình chỉ nộp mỗi tờ khai thôi, đúng không? Nhưng mà mình xuất khẩu ra như này để thứ nhất là em có cái bản lưu, đúng không? Em lưu trữ hồ sơ dưới dạng bản mềm, tí nữa file ra file cứng thì em sẽ tích vào xuất khẩu XML này, XML để nộp báo cáo bằng nhập khẩu vào HTKK. Cái này em thiết lập thông tin quản lý thuế một chút, cái này thiết lập một lần thôi nhá, lần sau không phải thiết lập nữa, quý 2, quý 3 trở đi là không phải thiết lập nữa đâu. Em đánh tỉnh với lại Yên Bái này, quận huyện của mình này. Nhưng mà cái này nó tên công ty bên mình Ok, tí nữa nó sẽ lấy tên trên HTKK, tại vì HTKK em cài sẵn đúng không? Dạ vâng ạ. Là tên của mình, còn đây mã số thuế của mình đây rồi là được nhá. Dạ. Bản quyền thì bản quyền Việt Hưng nhưng mã số thuế vẫn là của mình. Vâng. Nhá, nhấn cất này. Sau khi mình nhấn in thế thì nó sẽ hỏi mình lưu ở đâu, thì em lưu ở đâu cũng được. Lưu dạ ở đâu vâng. Để em lưu trữ hồ sơ bảng kê mua vào bán ra nhá. Rồi xong thì em có thể mở lên xem được không cũng được, không sao cả. Bây giờ em mở HTKK lên. Tờ khai thứ hai đúng không? Nãy là mình kết nó lại thì là thông tư 80 đúng không? Là ý nói là nên em kê luôn tờ khai bổ sung hay phải kê từ lần đầu? Tờ khai lần, ý là chị đang hướng dẫn em là mình làm gọi là khi mà thì gọi coi như bây giờ em đang làm tờ khai quý 2 lần đầu đi nhá. Còn tất nhiên là em muốn làm lại tờ khai lần đầu, tờ khai bổ sung như cái trước khi em cài Win ấy thì em phải nhập lại nhá. Đây là tờ khai lần đầu mà. Để làm để chị dạy em cái cách để kết xuất ra, một tí nữa em làm lại nhá. Là lưu là về hệ thống là cái tờ khai lần đầu em phải đánh cái số sai vào, sau này em làm lại tờ khai bổ sung nhá. Để lưu trữ cái dữ liệu ở đây. Nếu như trước khi cài Win em không sao lưu dữ liệu, HTKK này mà cũng sao lưu được mà.
Đấy, nếu mà em sao lưu thì mình phục hồi lại là nó có cái dữ liệu ban đầu như Misa ấy. Mà em mà không lỡ mà quên chưa sao lưu trước khi cài win thì em lại phải đánh tờ khai lần đầu số sai vào đây này, xong làm tờ khai bổ sung mà hôm trước em làm này. Còn đây là chị đang hướng dẫn em lại cách làm tờ khai hàng quý, nên gọi là mình đẩy nó vào nhá. Thử làm thôi, tí nữa xóa nhá. Đây, chọn nhập từ XML này. Đó, nãy em lưu ở đâu thì chỉnh đến đấy đi em. Đó, open. Đó, là tự là số liệu nó sẽ nhảy lên. Tuy nhiên đây là gọi là em hiểu cái ý của chị nói giữa bổ sung với lần đầu chưa nhỉ? Được rồi Ừ, ạ. ok, đến đây thì em nhấn ghi rồi kết xuất XML ra để nộp cho thuế thôi nhá. Được rồi. Đó, cho nên là hôm hôm đấy rồi em có sao lưu không? Cái hôm trước khi cài win ấy. Em có nhưng Sao lưu thì để không tí biết em rồi. tìm lại. Xem sao lưu ở đâu phục hồi lên thì nó sẽ ra, thì không phải đánh tay lại. Còn giả sử nhưng mà không tìm được cái file sao lưu á nhá, thì là mình sẽ phải làm đưa vào tờ khai lần đầu làm tờ khai bổ sung như bình thường chưa?